chúng ta cùng tiếp tục đi chiêm ngưỡng hàm mộc khác. Bên cạnh đó, rất nhiều các đồ mộc được chụp các cái nghệ nhân đục chạm rất là tinh xảo. Có điều là sự lớn của nó nhỏ hơn bằng thôi. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng bức tường Bồ Đề Đạt Ma được đục chạm với chất liệu nha. Nhìn khuôn mặt của pho tượng rất biểu cảm, rất sinh động. Ta thấy sự tài tình của các nghệ nhân, pho tượng rất đẹp. Có chỗ thì nghệ nhân lại để mộc không đủ chặt thế nào, có chỗ thì lại chạm rất là tinh vi, tường cao khoảng 2,5 mét, rất đẹp. Còn bên này là tượng Di Lặc Bồ Tát, chất liệu cũng bằng gỗ nhu đinh. Về truyền thuyết của theo kinh Phật A Di Đà thì Bồ Tát hiện nay đang tu ở cung trời Đâu Xuất Thiên. Đấy, ngài đang tu trên đó chưa giáng tam gian, và khoảng 600 triệu năm nữa thì ngài Di Lặc Bồ Tát sẽ giáng tam gian để cứu độ chúng sinh, và lúc đó thì ngài sẽ thuyết pháp ở gốc cây Long Thọ. Là theo kinh Phật nhé, kinh Phật nói như vậy. Đấy. Đây là ngài Di Lặc Bồ Tát này. Cho nên là bức Phật này lúc nào cũng cười, bụng rất là to, quần áo thì có người còn nói rằng là đó là ông Phật nhịn mặc để ăn. Quan niệm vô cùng sai lầm, thiếu hiểu biết. Những ai mà có quan niệm đó, chúng ta phải đến xem lại. Hẳn như thế đâu. Di Lặc Bồ Tát là vị Phật vị lai, tức là Phật trong tương lai, và ngài đang tu ở cung trời Đâu Xuất. Trời Đâu Xuất, cung trời thì có 180 cung trời, và cung trời cao nhất, xa nhất đó là Phi Phi Tiểu Xứ, gần nhất chúng ta nhất là cung trời Dục Giới, rồi Đâu Xuất Thiên. Thì Đâu Xuất Thiên là cung trời mà ngài Di Lặc đang tu ở đó, và 600 triệu năm nữa thì ngài sẽ giáng xuống trần gian để hóa độ chúng sinh và cứu độ chúng sinh, thuyết pháp tại cây Long Thọ, có cây Long Thọ. Đó là theo kinh Phật dạy như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta đến các cái tác phẩm khác. Tác phẩm này thì nhỏ hơn, nhưng mà rất tinh tế, rất tinh xảo, rất đẹp. Và đây thì cũng kể giá là bao nhiêu. Đấy, đây là Bồ Đề Đạt Na.
Di Lặc Bồ Tát đang ngồi dưới gốc cây Long Thọ, rất đẹp. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy chia sẻ để người khác cùng xem và nhấn đăng ký ủng hộ kênh của mình nhé. Xin cảm ơn. Và chúng ta cùng tiếp tục video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn. Ta cùng chứng kiến một tác phẩm Bồ Đề Đạt Ma Sư Tổ.